Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mới của Cà phê Nhân phẩm. Sau khi phiên bản 11.13 cập bến, chúng ta đã chứng kiến sự lên ngôi của thiên thần. Một tộc bị nerf thẳng tay nhưng vẫn không thất thế. Trái lại còn hành hạ vô số anh em đam mê cờ quạt. Các tay chơi liên tục spam thiên thần, mỗi trận ít nhất thì cũng 4-5 nhà xuất phát với đội hình này. Và kết thúc thì sẽ có ít nhất 2 nhà trụ lại trong top 4. Meta của chúng ta trở nên nhàm chán, chả khác gì thời chiến binh hoành hành. Chính vì nó quá chán nên mình buộc phải gửi cho anh em một đội hình khác, hiệu quả không kém thiên thần, để anh em còn spam trong thời gian tới. Đó chính là Thây Ma, Tà Thần. Đừng khinh thường anh em nhé, đội hình này sở hữu tỷ lệ top 1 không kém các team khác là mấy đâu. No place is safe while I'm free. Cà phê Nhân phẩm hiện đã có fanpage và cả TikTok. Anh em cờ thủ nhớ follow qua đường link dưới phần mô tả để tăng thêm nhân phẩm mùa mới nha. Nói về sức mạnh của Thây Ma, chúng ta phải quay lại vài phiên bản trước, khi mà Thây Ma đang là đội hình quá ghê. Sự hoành hành của đội hình này đã khiến Riot phải làm lại cơ chế. Sion giờ đây không thể tấn công vào các chủ lực của đối thủ trong góc nữa, mà sẽ dừng lại sau khi hất tung hai mục tiêu. Điều này sẽ khiến các chủ lực đối thủ có cơ hội trả đòn. Nhưng bù lại thì Sion được tăng khá chỉ số. Thế nên dù làm lại thì đội hình này vẫn rất là bá, chỉ là không cực đoan như trước kia thôi. Trong bản 11.13, Thây Ma thậm chí bị giảm sức mạnh khi chúng đang tỏ ra khá vượt trội. Nhưng giảm thì giảm, đội hình này vẫn rất là mạnh. Nếu đạt mốc 5 Thây Ma, con số này có thể lên đến khoảng 350, một con số rất gắt. Và khi đấy, một lối lên đồ rất hay ho mà người chơi áp dụng chính là cuồng cung Runan. Nó khiến các tướng trong góc của đối thủ cũng dính đòn và chết bất đắc kỳ tử. Thêm nữa, đội hình này còn có sự kết hợp với Tà Thần, mà trong đấy quan trọng nhất chính là Volibear. Con gấu này có khả năng cực kỳ lợi hại trong meta, đó chính là phá khiên. Hãy tưởng tượng Lux và Rell vừa bắp xong thì con gấu nhảy thẳng vào đội hình mà xem. Lúc đấy thiên thần nào thì cũng phải gãy cánh thôi. Ok, giờ chúng ta cùng đến với đội hình chính nào. Dàn lineup này bao gồm 4 tướng Thây Ma là Kalista, Bren, Nunu, Ryze, kết hợp Ivern, Volibear, đi kèm Zira, Kinvet. Khi mà Zira vừa được bắp nhẹ, tăng phạm vi chói thì những cú chói của cô ta có thể chạm tới nhiều mục tiêu hơn. Đồng thời là tướng 3 vàng, Zira khá phù hợp để roll 3 sao giai đoạn cấp 8 cùng Nunu. Nếu anh em không có được một con Zira chất lượng thì có thể thay bằng một chủ lực giàu sát thương khác như Vel'Koz hay Heimerdinger cũng được. Còn vị trí Kinvet thì nên có, không chỉ để lấy buff bí ẩn mà khi dính vào những lượng sát thương lớn thẳng tới vị trí carry thì Kinvet có thể bật kỹ năng bảo kê cho cả đội sống sót. Bây giờ tới phần quan trọng này, đó chính là trang bị. Như đã nói, Sion đóng vai trò rất quan trọng, nên tìm trang bị chuẩn cho các tướng Thây Ma cũng sẽ bắp rất mạnh cho hắn. Hãy lắp cho Kalista, Bren hai cái cuồng cung Runan. Còn món thứ ba anh em có thể chọn giữa vô cực, cung xanh đậm hoặc huyết kiếm vào vị trí của Nunu hoặc Ryze nhé. Zira là carry tiếp theo. Anh em hãy kiếm thương Sojin, quỷ thư, mũ phù thủy để lắp cho cô ta nhé. Nếu cảm thấy Zira không thể lên 3 sao, có thể dùng ác thương Sojin và hắc quỷ thư cũng được. Cô ta sẽ trở nên vô cùng khó chịu với những cú chói liên tục. Ở dàn trên, hãy cố kiếm vuốt rồng, giáp thiên thần và giáp gai lởm chởm cho Volibear. Cái quan trọng là ông ta cần sống sót thật lâu, dùng kỹ năng thật nhiều lần để phá khiên các nhà khác. Một cú hất tung đúng lúc sẽ có giá trị cả ván đấu đấy. Tuy nhiên anh em lưu ý là Volibear xuất hiện khá muộn nên đừng vội tìm đồ sớm. Cứ để các vòng chợ từ màn 5 trở đi cũng được. Về phần xếp cờ, anh em lưu ý chia team thành hai nhóm. Kalista đứng một góc và Zira góc còn lại để chúng nhắm vào hai mục tiêu ở hai góc bàn cờ của đối thủ. Volibear, Nunu, Ivern đặt ở hàng trên. Anh em lưu ý để Volibear qua cùng bên với Zira. Khi đấy kỹ năng cả hai sẽ nhắm đến nhóm kẻ địch khác nhau, khiến tất cả bọn chúng đều dính khống chế. Kindred, Ryze thì xếp chung cùng Zira nhằm bảo vệ lẫn nhau trước các thế lực thù địch. Giờ cùng triển khai đội hình nào. Đây là một đội hình có thế mạnh từ rất sớm nếu kích được Thây Ma, nên anh em hãy tìm trang bị thật nhanh. Đầu game, cố kiếm cung gỗ. Còn áo choàng bạc thì thường ít người tranh nên không cần bận tâm lắm. Anh em có thể bắt đầu nghĩ tới đội hình này nếu đầu game tìm được Nunu hoặc xuất hiện nhiều tướng Thây Ma. Có Kalista 2 sao là một lợi thế. Hãy lắp một đội hình chắp vá sao cho Kalista kích được hai quân đoàn và cho cô ta cầm cuồng cung. Lý tưởng nhất là một dàn chắn đấu sĩ ở phía trước và Kalista ở sau. Thường cô ta sẽ ném chết một hoặc hai kẻ địch, nên có thua thì chúng ta cũng không thọt máu lắm. Anh em up sớm cấp 4 ngay khi bắt đầu vòng 2 và cấp 5 sau vòng chợ. Chúng ta không cần đi chợ sớm làm gì nên cứ đánh giữ máu.
Mục đích lên cấp sớm là để nhanh chóng có brand Nunu. Khi đã có hai quân cờ này thì tìm thêm đấu sĩ và quân đoàn bỏ vào. Đội hình anh em có thể dùng trong giai đoạn này là Kalista, Brand, Nunu, Gragas và Riven. Có được team này xem chúng ta sẽ sớm có chuỗi thắng để tích tiền. Cuộc sống phú quý giàu sang đang chờ đón rồi. Dù bất cứ lý do gì, hãy tích trữ tiền từ sau bãi người đá. Nếu Kalista xuất hiện nhiều, cứ mua nhưng đừng roll tốn tiền. Nếu Brand ra nhiều, hãy slow roll nhẹ một chút ở cấp 6 xem có lên được 3 sao không. Dù sao, điều quan trọng nhất là anh em cần lên cấp 8 sớm, vì con Volibe hơi khó kiếm. Chúng ta cần phải có đủ đội hình sớm, vì các nhà khác thường dễ đàn áp chúng ta nếu chúng ta thiếu khống chế. Dù sao thì roll Nunu 3 sao vẫn sướng hơn nhiều, do hắn có thể nuốt chửng những con tranh chủ lực đối thủ từ sớm. Một khi đã có đủ team, anh em hãy tiến hành roll hết sức ở cấp 8, kiếm Zira và Nunu 3 sao, xem như là viên mãn. Về ưu điểm, đội hình dễ chơi, dễ kiếm trang bị. Nếu đủ team thì sẽ mạnh từ rất sớm. Cuồng cung Runa phát huy được lượng sát thương cao của Sion. Về nhược điểm, bị khắc chế bởi Syndra do cô ta có thể ném Sion đi xa. Thiếu Volibear thì rất khó đánh. Sợ các đội hình nhiều khống chế. Và đó là những gì anh em cần biết về đội hình Thaymah trong phiên bản 11.13. Theo đánh giá của mình, Thaymah vẫn khá mạnh, thừa sức cạnh tranh top đầu. Câu chuyện chỉ là liệu chúng ta có may mắn ra được tướng sớm không mà thôi. Hy vọng đây sẽ là đội hình giúp anh em đổi gió trong hoàn cảnh thiên thần đang hoành hành quá mạnh. Với sức mạnh của Sion, hắn thừa sức bẻ gãy cánh bè lũ thiên thần và đồng bọn. Chúc anh em sớm đạt bậc xếp hạng mong muốn nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho Cà Phê Nhân Phẩm sớm đạt mốc 200.000 lượt đăng ký. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.